Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thêm một cái Tết buồn cho công nhân. Ngày 9 tháng 2, AFI tiếng Việt có bài Việt Nam kinh tế trì trệ, thêm một cái Tết ảm đạm với giới công nhân. AFI cho biết, tại Việt Nam, không khí đón Tết Giáp Thìn năm 2024 trầm lắng tại nhiều nơi, đặc biệt tại Sài Gòn, thủ phủ kinh tế của cả nước. Tình trạng kinh tế trì trệ, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm mạnh quy mô sản xuất, thậm chí đóng cửa là nguyên nhân chính của bầu không khí ảm đạm đối với giới công nhân. Và đây là hình bài trên AFI. Theo AFI, báo chí trong nước dẫn báo cáo của Navigos Search, công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho biết, 56% doanh nghiệp dự kiến sẽ phải tiếp tục cắt giảm lao động. AFI dẫn lời anh Thăng Chu từ Bắc Ninh, một kỹ thuật viên ngành cơ điện cho biết, cho dù đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng trở lại trong thời gian gần đây, với làn sóng chuyển dịch khỏi Trung Quốc, không khí đón Tết năm nay rất trầm lắng. Theo quan sát của em, năm nay người dân hạn chế chi tiêu, từ việc chi cho mua sắm trang trí nhà cửa cho đến mua sắm lương thực, thực phẩm để chuẩn bị cho mấy ngày Tết, kém đi rất nhiều do kinh tế chung. Ở ngoài chợ, em thấy hàng hóa đều ế ẩm, bắt đầu dịch Covid, kinh tế bắt đầu suy giảm rất nhiều. Tỉnh Bắc Ninh là thủ phủ của công ty Samsung trước đây, kinh tế suy giảm 2 năm nay rất rõ rệt. Và đây là hình đường hoa Nguyễn Huệ, Sài Gòn, tuy được khen là đẹp hơn, nhưng đêm 30 không đông đến mức chật cứng như mọi năm. Từ Sài Gòn, bà Thanh Minh, một cư dân thành phố, mô tả quan cảnh chung gần Tết, đặc biệt là cảnh ngộ của giới công nhân với AFI. Tết năm nay, tôi thấy không được như mọi năm. Mọi năm khoảng chừng 25 Tết là người đi mua sắm Tết đông đúc, đường xá chật cứng. Nhưng năm nay, đường không bị kẹt. Mấy ngày cận Tết, mấy chỗ bán đồ loại giá thấp cho công nhân mua về quê. Mỗi năm 20 mấy Tết là công nhân đổ về mua đồ. Nhưng năm nay, mấy chỗ đó không có người mua, không có ai bán. Trong những ngày 26-27 Tết, ở mấy trung tâm bán hàng cho giới trung lưu, năm nay chỉ có lác đác người. Còn chợ truyền thống cũng ế lắm. Hoa năm nay ế luôn. Các siêu thị mỗi năm 27-28 Tết là xếp hàng dài. Năm nay chỉ vài ba người. Nghe một số người công nhân nói, họ về quê rồi sẽ ở lại luôn, không trở về thành phố nữa. Nói chung, năm nay do đồng tiền trượt giá, cho nên lương vẫn như vậy, nhưng thu nhập giảm. Đa số các công ty năm nay, nói chung là kinh doanh khó khăn, nên thưởng Tết ít. Công ty Dạch Mai Đài Loan Puyin chỉ cho nghỉ việc sớm mấy ngàn công nhân trước Tết. Nhiều công nhân phải nghỉ việc nên không có thu nhập. Tập đoàn Thế Giới Di Động gồm có chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh phải đóng cửa 200 cửa hàng trước Tết. Và đây là hình nhiều công nhân chọn đi xe máy về quê ăn Tết để đỡ chi phí. AFI cũng dẫn lời một nhà kinh doanh tại Sài Gòn cùng ghi nhận đời sống khó khăn của công nhân trong bối cảnh kinh tế đình trệ. Ngành may mặc mấy năm trước thường tổ chức buổi tất niên tưng bừng, người ta đi thăm hỏi nhau, thông báo kế hoạch năm sau. Thường người Việt hay họp mặt tất niên, hứa hẹn làm ăn năm sau, năm nay chẳng thấy ai mời, chẳng thấy thông báo kế hoạch gì sang năm hết. Nhiều người bảo, thôi ráng cầm cự. Mọi năm mấy nhân viên đến chào sếp vui vẻ, hẹn sau Tết gặp lại, giờ là chào tạm biệt luôn. Người ta phải cho công nhân nghỉ bớt. Báo chí cho biết, xuất khẩu container qua cảng, các lái sẽ giảm nữa. Đấy là trên báo, còn thực tế, tôi có một người thân trong gia đình phải trả tiền vé về quê cho con. Một người lao động có trình độ cao trong lĩnh vực xuất khẩu hàng may mặc. Đấy là chưa kể đến công nhân, người giàu thì khóc giấu, còn giữ cái bộ mặt, còn người nghèo thì hết giấu được. Đi xe gắn máy về quê là biểu hiện của người nghèo khó rồi đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thêm một cái Tết buồn cho công nhân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Nỗi buồn sau khi rời chính trường của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 9 tháng 2, báo Tiếng Dân có bài kể chuyện đêm giao thừa, nỗi buồn của ông Nguyễn Xuân Phúc của tác giả Mai Hòa Kiếm. Tác giả nhận xét từng ngồi ghế thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Nguyễn Xuân Phúc được xem là người ở trên tận cùng của đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên, song hành với ông Ngoài tiền bạc, vật chất, niềm vui, hạnh phúc, nguyên thủ quốc gia quyền lực ngút trời như ông cũng không tránh khỏi cay đắng, tủi nhục khi rời chính trường, và ông đã phải ôm những nỗi buồn, nuốt không trôi theo suốt cuộc đời mình. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Nỗi buồn thứ nhất, theo tác giả, là việc ông bị tước bỏ tất cả các chức vụ về làm thứ dân. Đây là nỗi nhục có lẽ sẽ bám theo ông suốt cả cuộc đời, khi các đồng chí của ông chọn thời điểm để truất phế ông, loại bỏ ông đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, dịp mà người ta chỉ mang đến những điều tốt đẹp, may mắn cho nhau. Không những vậy, những người thân thuộc đối với gia đình ông như Trần Văn Tân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh, thậm chí chúng còn đe dọa bắt cả vợ con ông để buộc ông phải viết đơn xin thôi chức về vượng. Nỗi buồn thứ hai, tác giả phân tích, ông Phúc không đủ thủ đoạn và mưu lược để cài cắm người vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nên khi ông bị bao vây, bị phê bình, chỉ trích, bị tấn công tới tấp nhằm tước bỏ quyền binh thì không có ai đứng ra bảo vệ ông. Và đây là hình vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước và sau thời điểm ông Phúc bị đồng đảng đưa ra làm thịt, đám đàn em của ông cũng bị các đồng chí đem ra làm bia để nhã đạn. Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị dồn ép đến mức phải nhảy lầu cuối năm 2022. Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Chính phủ, bị bức tử, treo cổ tại nhà riêng vào tháng 3 năm 2023. Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, phải rời nhiệm sở về hưu non, cùng lãnh đạo Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành ở Quảng Nam đều bị dính kỷ luật, kẻ bị khai trừ, người bị cách chức, cảnh cáo. Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy, và Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hai đệ tử ruột và là đồng hương Quảng Nam của ông Phúc, bị giăng bẫy bắt giam. Nguyễn Công Khế, người bạn thâm tình với Nguyễn Xuân Phúc, cũng đã bị tống giam. Nỗi buồn thứ ba, vẫn theo tác giả, với lý lịch đỏ rực, tứ thân phụ mẫu đều là cán bộ lão thành cách mạng, cha có huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh ruột là anh hùng lực lượng vũ trang, cha vợ là liệt sĩ, mẹ vợ là cơ sở nằm vùng của cách mạng. Với truyền thống gia đình, bề dày công tác và bản lĩnh chính trị như vậy, nhưng ông vẫn bị đánh văng khỏi tứ trụ khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Chưa kể các đồng đảng của ông chọn đúng thời điểm giáp Tết để truất phế ông, thử hỏi có nỗi buồn nào lớn hơn không? Và đây là hình mẹ vợ ông Phúc ủng hộ quỹ vaccine 100 triệu đồng. Nỗi buồn thứ tư, tác giả cho biết, vợ chồng chị vợ ông Phúc trong đại dịch Covid-19 đã đóng góp nhiều tỷ cho địa phương chống dịch. Mẹ vợ ông cũng góp ủng hộ quỹ vaccine chống dịch 100 triệu đồng. Vậy mà trong đại án Việt Á, sự lập lờ của đảng khi bắn thông tin ra ngoài khiến bàn dân thiên hạ cứ đồn thổi, thêu dệt, gán ghép bà Trần Thị Nguyệt Thu là trùm cuối. Thực tế, thông tin này không đúng, nhưng ông Phúc không thể giải bày, bởi ông vừa lên tiếng phân bua, gia đình tôi, vợ, các con tôi, không tư lợi, tham nhũng, liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, thì ông đã bị tuyên giáo cho báo chí bịt miệng. Nỗi buồn thứ năm, tác giả bổ sung, khi ông Phúc rời chính trường, đại diện Quảng Nam sẽ chấm dứt hiện diện trong Bộ Chính trị nhiều khóa tiếp theo vì không có bất kỳ gương mặt nào nổi trội. Tác giả kết luận, chính trị gia trong thể chế cộng sản là vậy, cho dù đương chức hoặc về vườn đuổi gà, vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ đủ điều. Đáng sợ hơn là bị đầu độc phóng xạ, để rồi dở sống dở chết, người không ra người, ngậm không ra ngậm. Ông Phúc còn giữ được mạng khi về với vợ con, kể ra cũng còn may hơn Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nỗi buồn sau khi rời chính trường của ông Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.